Trước đó, Lương Mỹ Kỳ tham gia trình diễn trong show của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Da sàn cắt quát với bộ đầm dài, Mỹ Kỳ bị chê trình diễn điệu đà, quá lố và hành động sách đầm không đẹp mắt, thiếu tinh tế với trang phục. Những chỉ trích này từ cộng đồng mạng khiến Mỹ Kỳ bức xúc và cô đã chia sẻ trong livestream: "Cái đầm đó rất là khó đi, ai đi sẽ bị vướng vào chân. Tôi thích thì tôi sẽ xách. Việc xách váy lên để cắt quát là đúng vì để đảm bảo an toàn cho người mẫu. Đó là chuyện đương nhiên, là chuẩn của tất cả người mẫu nếu mình muốn diễn. Còn ai muốn để sụi, bại liệt thì cứ để vậy mà đi. Tôi thích diễn nét như vậy, thích xách như vậy." Mỹ Kỳ gay gắt. Mỹ Kỳ còn bức xúc với anti-fan, những người không yêu thích cô, sử dụng từ tao, để xưng hô với họ. "Đừng bao giờ chúng ta hùa theo một cái gì đó. Đừng bao giờ nghĩ số đông là đúng. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ. Nhưng nếu em im luôn đừng nghĩ là em sợ. Con này không sợ đâu, tại tao không muốn lên tiếng." Lương Mỹ Kỳ phản bác. Những phát biểu này ngay lập tức gặp phải nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng Mỹ Kỳ ứng xử không tốt khi bị góp ý, thay vì tiếp thu để khắc phục thì lại biện hộ cố giữ phần đúng cho mình. Cô còn dùng những từ ngữ và ngữ điệu trợ búa, không phù hợp với một người là Á hậu một của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2020, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020. Cô còn được chọn tham gia tranh tài tại Miss International Queen 2023, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023, sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 3 năm 2023. Nhiều ý kiến bình luận chỉ trích Mỹ Kỳ, một cách ứng xử đi vào lòng đất, Á hậu một chuẩn bị đi thi quốc tế nói chuyện kìa. Sau này nhà thiết kế nào chọn cô ấy tôi cũng lạnh. Cô ấy quên mất ngày xưa mình thế nào. Trông cách nói chuyện quá chảnh. Tôi thất vọng với cô ấy. Trước phản ứng của dư luận, phần livestream đã bị xóa nhưng vẫn còn nhiều video clip lưu giữ và đăng tải lại. Nhiều người vào fanpage của Mỹ Kỳ để chỉ trích cô. Một số người yêu cầu công ty tổ chức cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2020 rút lại danh hiệu, cắt suất thi quốc tế sắp tới của cô. Đây rõ ràng là một bài học không nhỏ về ứng xử trên cộng đồng mạng dành cho những người nổi tiếng nói chung và Lương Mỹ Kỳ nói riêng.